trộm trứng gà mái. Ôi, thật là đáng yêu. Chẳng mấy lại có một bầy con xinh xắn. À ha, hôm nay có bữa ăn ngon rồi. Ôi, hả? Ôi trời ơi, con chuột xấu xa, sao mày dám trộm trứng của tao? Chết này, chết này. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì toi mạng. May mà chạy được vào trong hang. Ra mau, quân ăn cắp hèn hạ. Tức chết mất thôi. Vào trong này rồi thì mụ già có thể làm gì được ta chứ? À ha, lại có trứng rồi đây. Nếu con chuột lại đến ăn trộm thì sao? Không được, phải tìm cách bảo vệ trứng mới được. Mụ già đòi canh trứng kìa. Mụ cũng phải đi kiếm ăn chứ, làm sao ngồi đó suốt được. Ta cứ kiên nhẫn chờ, kiểu gì cũng có cơ hội lấy trứng. Cơ hội đến rồi. Chết này, chết này. Sao mày dám vác mặt đến trộm nữa? Sao lại không dám? Ta sẽ ăn hết ổ trứng của mụ, ăn hết lứa này đến lứa khác, để xem mụ làm gì được ta. Vậy thì tao sẽ chắn ở ngoài này, cho mày chết một trong đó. Ta mà chết một trong này thì mụ cũng chết một vì đứng ở đó thôi. Mụ giỏi thì chắn thử đi. Đói quá, phải đi kiếm cái gì ăn thôi. Ôi, mụ gà vẫn chưa đi sao? Đành chờ thêm vậy. Sao mụ gà có thể ở đó lâu vậy nhỉ? Đói chết mất rồi. Quái lạ, mụ gà không ăn gì mà cứ ngồi lì ở đấy sao? Chắc là lúc mình ngủ, mụ ta đi ăn rồi lại đến ngồi rình thì mới sống được chứ. Các con mẹ mới có thể được sinh ra an toàn và khỏe mạnh thế này. Về quê tránh đại dịch, nhà khoa học thay đổi cả thế giới. Thành phố London, nước Anh, những năm 1665. Biến cố nổi tiếng đã xảy ra mùa xuân năm 1665 ở nước Anh. Chuột truyền mầm bệnh gây căn bệnh lạ dịch hạch khiến 1/10 dân số London biến mất trong chưa đầy 3 tháng. Toàn thành phố chìm trong không khí chết chóc, tang thương. Lũ chuột xâm chiếm mọi nơi, làm lây lan dịch bệnh, khiến con người không dám bước ra đường. Trời ơi, đến bao giờ dịch hạch mới buông tha mọi người đây? Chỉ mới mấy tháng thôi mà thành phố của chúng ta bị chúng tàn phá tan hoang hết cả rồi. Tại sao tai ương này lại xảy ra đến với chúng ta chứ? Ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Số người mắc bệnh đang tăng lên không ngừng từng ngày, rồi còn rất nhiều người không qua khỏi nữa. Căn bệnh này đúng là quái ác. Tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để chữa bệnh hiệu quả. Chính quyền đã ban bố sẽ phong tỏa thành phố trong ngày mai. Căn bệnh dịch hạch này thật nguy hiểm. Đã có nhiều người mất mạng như thế này rồi. Nếu còn không tìm ra cách ngăn chặn thì chẳng mấy chốc mà cả London, thậm chí cả nước Anh và châu Âu cũng sẽ bị xóa sổ mất mà thôi. Dịch bệnh hiện không kiểm soát được, phong tỏa là cách tốt nhất để tự người dân phòng dịch rồi. Chúng ta nên tạm lánh về quê đi. Vẫn chưa được. Đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi mà chưa đạt đến kết quả. Không được, mình phải làm lại. Ngày hôm nay mình phải tìm ra đáp án mới thôi. Về thôi Newton, muộn lắm rồi. Mai tụi mình còn có tiết sớm đó. Đề tài nghiên cứu khoa học môn vật lý lần này của Newton là có triển vọng nhất trong nhóm. Cậu ấy mà thành công thì sẽ chính thức có vé tham dự vòng trong
cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên trẻ toàn châu Âu đó. Vẫn chưa đâu vào đâu đâu mọi người à. Tôi phải cần nhiều thời gian hơn, liên tiếp lên phòng thí nghiệm khoa thì may ra. Cả buổi chiều nay tôi ngồi thực hiện thí nghiệm và xem xét dưới kính hiển vi, nhưng vẫn chưa thu được kết quả cuối cùng như mong muốn đây nè. Cậu cứ làm như ai chiếm mất phòng thí nghiệm không bằng. Thôi tụi tôi về trước đây, cậu cứ ở lại làm con ong chăm chỉ đi nha. Nhưng nhớ ra về trước nửa đêm đấy, dù gì cũng phải nghỉ ngơi thì mới đảm bảo sức khỏe được. Bệnh dịch hạch đang diễn biến phức tạp. Tôi vừa nhận được chỉ thị gấp của thành phố về việc tạm đóng cửa trường học. Trong thời gian này, tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính và các địa điểm kinh doanh trên toàn thành phố đều phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Vì thế nên từ ngày mai, trường học chúng ta cũng sẽ phải đóng cửa thôi. Đóng cửa trường học lúc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của các sinh viên. Nhưng trường hợp này là bất khả kháng. Lúc này, việc sơ tán càng nhanh là càng để đảm bảo an toàn cho sinh viên thưa thầy. Tình hình dịch bệnh trong thành phố đang diễn biến rất nhanh và phức tạp. Nếu trường học còn mở cửa thì cũng chính là mối họa cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vậy các thầy cô hãy thông báo khẩn xuống các em và động viên sinh viên của mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhà trường cũng chưa biết bao giờ mới có thể mở cửa trở lại. Nhà trường sẽ thông báo thời gian đi học trở lại cho tất cả các em ngay khi có thông tin mới nhất. Ban giám hiệu nhà trường và bản thân thầy cảm thấy rất ái ngại về đợt nghỉ dài ngày này của các em. Tuy nhiên, đây là chỉ thị và cũng là cách tối ưu nhất đến thời điểm bây giờ. Dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta cần phải hạn chế tụ tập đông người để tránh truyền nhiễm. Thưa thầy, vậy chúng em phải nghỉ đến bao giờ ạ? Bao giờ nhà trường mới mở cửa trở lại ạ? Công trình khoa học mình đang thực hiện buộc phải dừng lại sao? Không được. Thầy biết đợt nghỉ này sẽ khiến việc học tập, nghiên cứu của các em gặp nhiều thiệt thòi, gián đoạn. Nhưng thầy mong các em hiểu cho ban giám hiệu. Lúc này nếu cố mở cửa trường học thì tính mạng các em sẽ không được an toàn. Nè, trường hợp của mình, cậu nghĩ có nên xin thầy đặt cách không? Đề tài khoa học của mình muộn nhất 2 tháng nữa phải được thông qua. Nếu không mình sẽ trễ hẹn cho cuộc thi quốc tế mất. Mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho đề tài này rồi. Mình không muốn mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa đâu. Không nói đến cuộc thi, việc nghiên cứu khoa học bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mạch tư duy của cậu. Nhưng nếu mắc bệnh thì tất cả đều chấm dứt. Cậu xem đây nè, tớ không mong bạn mình là nạn nhân tiếp theo đâu. Thôi thôi, về đã rồi tính tiếp anh bạn ơi. Tôi biết đây là thời kỳ hoàng kim của cậu, nhưng tất cả chỉ trễ hơn dự tính, vẫn đỡ hơn là cậu không bao giờ thực hiện được. Sẽ còn có nhiều cuộc thi nữa, và cậu vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để chinh phục. Nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi. Con còn ở London ngày nào là mẹ còn lo lắng không yên ngày đó. Đây cũng là cơ hội để con tranh thủ nghỉ ngơi đấy. Mỗi năm vào kỳ nghỉ, con cũng chỉ về nhà có vài lần, rồi lại lên trường học ngay. Lần này con có thể ở nhà vài ngày được rồi. Mẹ cũng tiện chăm sóc cho con. Con gầy đi nhiều quá rồi đó. Dịch bệnh thật là quái ác. Việc nghiên cứu khoa học của con trên trường bị gián đoạn. Về đây con vẫn phải tiếp tục việc nghiên cứu mẹ à. Khoa học không thể có điểm chuẩn được. Ở quê điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Phòng nghiên cứu, tài liệu không có sẵn. E là không dễ dàng gì đâu con. Thôi trước hết cứ lên phòng sắp xếp đồ đạc đi. Nói gì thì nói, về quê rồi mình không thể tiếp tục những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nữa. Máy móc hiện đại làm thí nghiệm không có, tài liệu chuyên ngành cũng thiếu thốn. Phải làm thế nào đây? Đề tài của mình, tâm huyết của mình, rồi còn cuộc thi nữa chứ. Mình phải làm cái gì bây giờ? Nhưng phải công nhận là ở đây không khí rất thoải mái và bình yên. Ánh nắng rực rỡ này khi còn ở London mình ít khi được thấy. Ngắm cảnh sắc thiên nhiên trong ánh nắng này cũng có thể khiến người ta thư giãn. À, phải rồi. Ở đây bầu trời rộng hơn, ánh sáng rực rỡ thật. Nó cũng là điểm khác biệt ở Winterberg, nắng gió so với London. Nếu mình chuyển hướng sang làm những thí nghiệm tán xạ ánh sáng ngoài trời ở đây thì còn gì bằng. Ánh sáng quá chuẩn. Thí nghiệm này mình không thể thực hiện ở London trong cả tháng qua vì mưa suốt. Quả là cảm giác thư thái hiếm có.
dù những công trình khoa học cần đến máy móc hiện đại sẽ phải tạm dừng, nhưng nghiên cứu tự do hay toán học nhị thức giải thích hoặc vật lý về quang học thì không có gì cản trở hết. Khi từ London về, mình đã rất sầu não, không ngờ chan hòa với thiên nhiên, sức lực như được nhân đôi. Không đi đâu xa, từ không khí thiên nhiên của quê nhà lại là nguyên liệu bất tận cho đề tài nghiên cứu của mình. 6 tháng sau. Gần nửa năm ở tại Winterberg rồi, mọi việc đang thực sự không tệ chút nào. Nhưng vẫn hy vọng London sẽ sớm kiểm soát được dịch. Khi đó mình có thể trở lại tiếp tục đề tài nghiên cứu trước đó còn dang dở. Tuy là không thể kịp tham dự kỳ thi quốc tế vừa qua, nhưng đó vẫn là một đề tài hết sức thú vị. Mình có thể dùng nó cho những kỳ thi sau. Thằng bé đọc tài liệu hình như cả đêm qua, mà sáng ra đã dậy sớm như vậy. Từ ngày nó về đây, đêm nào nó cũng cắm đầu vào sách vở rồi ra vườn tự nói một mình. Càng ngày thằng bé lại càng đam mê việc học tập và nghiên cứu. Có thể đọc sách đến quên ăn quên ngủ. Chắc là mệt mỏi quá nên mới ngồi ngủ ở đây như thế này. Nhưng không nên đánh thức thằng bé thì hơn. Ngủ ở đó cũng được, bình minh đang lên, không khí thì lại trong lành. Để thằng bé ngủ thêm tí nữa, mình sẽ vào chuẩn bị vài món ngon mà thằng bé thích. Lát nữa ngủ dậy là nó có thể ăn được rồi. Ôi trời ơi, quả táo rơi vào đúng đầu mình. Đau quá. Chà, lại một quả táo nữa. Tại sao quả táo luôn rơi xuống mặt đất khi rụng khỏi cành cây, thay vì rơi ngang hoặc bay ngược lên? Quả đúng nhỉ, thật là điên rồi. Nếu ai hỏi đó là tại sao quả táo khi rơi lại rơi xuống mà không phải ngược lên, ai cũng sẽ bảo hiển nhiên phải rơi xuống chứ. Nhưng giải thích tại sao thì chẳng ai giải thích được. Thử xem nào. Rõ ràng trái đất đã hút quả táo bằng một lực mà chưa được gọi tên. Chính cái lực hút đó mới khiến quả táo rơi xuống. Cái lực hút đó không có ở bầu trời hay trong không khí, mà phải từ dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều biết đến, không chỉ quả táo, mà bất cứ vật gì rơi từ trên cao cũng đều sẽ bị trái đất hút xuống bằng lực đó. Phải rồi, một quả táo rơi, trời, nó có liên quan mật thiết đến trọng lực trái đất mà tại London mình đã đắn đo và suy nghĩ mãi chưa ra. Tại sao quả táo luôn rơi xuống mặt đất khi rụng khỏi cành cây, thay vì rơi ngang hoặc bay ngược lên? Rõ ràng trái đất đã hút quả táo bằng một lực chưa được gọi tên. Quả táo đụng trúng đầu mình trong khu vườn nhà miền quê xứ sở Winterberg xinh đẹp này chắc chắn sẽ là chìa khóa cho định luật vật lý vạn vật hấp dẫn mà mình đã đun nấu từ khi ở London mà chưa có lời giải. Năm 1667, London kiểm soát được bệnh dịch hạch. Các hoạt động trong thành phố cũng như trường học mở cửa trở lại. Thành phố London lại đông đúc, nhộn nhịp như trước khi dịch bệnh kéo tới. Newton cũng từ biệt mẹ và vùng quê Winterberg để trở lại với trường đại học và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, mang theo những thành tựu khoa học quý giá có được trong quá trình về quê tránh dịch của mình. Thật không ngờ những nghiên cứu trong thời gian ở Winterberg thật hữu ích. Nếu ở trên thành phố này, mình sẽ không có cơ hội khám phá ra. Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này mang lại nhiều thành quả hơn mình tưởng. Đôi khi những mối họa cũng có thể mang tới những điều bất ngờ thú vị đó chứ. Tốt nghiệp Cambridge, Newton bắt đầu sự nghiệp khoa học rực rỡ. Những nghiên cứu trong thời gian ở Winterberg đã trở thành xương sống để ông tiếp tục phát triển các công trình khoa học hơn nửa thế kỷ sau. Năm 1668, định luật vật lý vạn vật hấp dẫn chính thức được công bố. Năm 1669, công bố định lý nhị thức, giải tích và công trình quang học tán sát ánh sáng được Newton công bố năm 1972, có ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến tận ngày nay, đều được manh nha thực hiện tại Winterberg. Với những nỗ lực không ngờ, biến khó khăn thành cơ hội trong khoảng thời gian cả đất nước tránh dịch, Newton chính là minh chứng sống cho việc vượt qua nghịch cảnh của thời đại, vươn tới thành công trong tương lai.
bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời nhà khoa học nổi tiếng Isaac Newton tại Anh Quốc và những bí ẩn thú vị trong cuộc đời ông giai đoạn năm 1665-1666. Cá hố và cá mập. Ngày xưa, ngày xưa, ở dưới lòng đại dương sâu thẳm, cá hố không sống thành đàn, còn cá mập mình không dài mà tròn trục như quả bóng da cỡ lớn, sừng bá khắp biển khơi. Cá mập đến đấy. Thật xui xẻo, lại gặp tên cá mập to béo đó rồi. Mau tránh đi, không khéo mất mạng như chơi. Tất cả bơi nhanh lên, nhưng nhẹ nhàng thôi, đừng làm nước động mạnh, kẻo nguy đấy. Chạy nhanh lên cá hố. Cá mập mà phát hiện ra thì tất cả chúng ta sẽ thành món khai vị cho hắn mất. À ha, kia rồi. Chậm chân một bước để lỡ mất miếng mồi ngon rồi. Chủ tôm cá ranh ma này đuổi cũng nhanh thật đấy. Phải đi chỗ khác kiếm mồi vậy. Cái quái gì thế? Thì ra là một con cá hố. Khắp đại dương này, ta đây dọc ngang Nam Bắc, chưa từng có đứa nào dám chạm vào da thịt của ta. Vậy mà cá hố ngươi dám to gan. Xin ngài cá mập tha cho, tôi nào dám cả gan, chỉ là nhất thời sơ suất thôi. Xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi một lần ạ. Tha ư? Ta chưa bao giờ tha cho bất cứ kẻ nào nằm trong tầm mắt của ta cả. Này ngươi còn dám làm đau ta, thì ngươi nghĩ xem ta có bỏ qua chuyện này hay không. Ngài là cá mập mạnh mẽ nhất của đại dương, tôi đây chỉ là con cá hố nhỏ bé yếu đuối. Tôi làm sao dám mạo phạm ngài? Cho dù có cho tôi thêm 10 lá gan, tôi cũng không dám đâu ạ. Lằng nhằng quá đi. Ngươi đã đụng trúng ta, vậy thì phải bị trừng phạt. Này thì ta cho mi một hộp, cho chừa đi nha. Còn cá bé xíu như mi còn chẳng đủ cho ta xỉa răng. Nhưng thôi, có còn hơn không. Khoan đã nào, sao mắt mi to thế nhỉ? Dạ vâng, họ nhà cá hố chúng tôi thân hình nhỏ bé lại yếu ớt, nên trời ban cho chúng tôi mắt to và sáng để có thể nhìn xa, vừa dễ tìm thức ăn lại dễ phát hiện nguy hiểm ạ. Thế là ngươi có thể nhìn xa lắm à? Dạ, nhà cá hố chúng tôi có thể nhìn xa và còn nhìn được cả khi trời tối nữa ạ. Nhưng chúng tôi vốn nhỏ bé, cho dù có thể nhìn xa cũng không gây hại cho ai cả đâu ạ. Xin ngài làm ơn làm phước tha mạng cho. Xem ra nếu ăn đôi mắt của cá hú, chắc chắn mắt của mình sẽ to hơn, sáng hơn và nhìn được xa hơn. Hay lắm. Người nghe đây, ta to lớn như thế này mà mắt lại không nhìn xa được, thế mà loại cá bé xíu như ngươi thì lại có mắt vừa to vừa sáng và nhìn được xa như thế, thì thật không công bằng. Điều này đâu phải là do họ nhà cá hú chúng tôi đâu ạ. Chúng tôi ai nấy đẻ ra đều đã có đặc điểm như vậy rồi ạ. Ngươi không xứng đáng với đôi mắt ấy đâu. Chỉ bằng để nói cho ta, có đôi mắt to như thế thì ta sẽ còn mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Ông làm gì thế? Xin ông hãy tha cho tôi. Đúng là to thật đấy, nhưng một đôi thì còn chưa đủ, chẳng bỏ bèn gì. Này á con. Dạ thưa ông bảo gì con ạ. Con muốn ta tha mạng hôm nay không? Con muốn ta cho mi một cơ hội sống sót không? Dạ, con cắn rơm, cắn cỏ con lại ông. Xin ông hãy cho con một cơ hội sống sót. Được, vậy nghe đi. Muốn sống thì trong vòng 3 ngày, mi phải mang nộp cho ta 100 đôi mắt to như mắt của mi. Nếu không làm được, đừng trách ta sao không nể tình. 100 đôi mắt sao ạ? Đúng thế, 100 đôi, không được thiếu đôi nào. Ta đã biết nhà cá hú của ngươi ở đâu rồi. 3 ngày sau mà không mang nộp mắt cá cho ta thì cả nhà ngươi sẽ được nếm mùi răng nanh của ta đấy. Mình vẫn còn sống hay sao? 100 đôi mắt lấy ở đâu ra đây? Còn nói sao cơ? Nó đòi lấy đôi mắt là muốn đòi mạng chúng ta đấy. Chẳng ai chịu cho con đôi mắt của họ đâu. Con không muốn mất mạng đâu. Con cá mập độc ác này, chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Nó đòi 100 đôi mắt, tức là đòi 100 tính mạng của họ nhà cá hố chúng ta. Phải nghĩ ra được cách đối phó với nó.
Ba ngày trời chúng ta đã ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Ba nghĩ kỹ rồi, không còn cách nào khác. Cả nhà chúng ta hãy đến phàn nài cá mập tha cho vậy. Loài cá mập độc ác lắm, liệu nó sẽ tha cho chúng ta hay sẽ nuốt chửng cả nhà ta đây? Dù thế nào chúng ta cũng phải đi mới biết được. Nhà cá hố kia đâu? Trời ơi, nó đã đến rồi. Chúng ta hãy ra sức cầu xin. Mình hèn yếu, chỉ còn cách này thôi. Cầu trời khấn Phật phù hộ cho cả gia đình ta. Kỳ hạn 3 ngày hết rồi, mau giao 100 đôi mắt ra đây. Ngài cá mập ơi, ngài muốn chúng tôi làm việc gì cũng được, chỉ duy việc này quá thật không thể. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này. Ừ vâng, đúng là như thế. Mong ngài rộng lượng thứ lỗi cho con trai chúng tôi. Lỗi làm gì? 100 đôi mắt ca khố của ta đâu? Mau giao ra đây ngay. Xin ngài tha tội, chúng tôi thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được. 100 đôi mắt là 100 tính mạng của họ hàng cá hố chúng tôi. Chúng tôi thật sự không thể nào lấy cho ngài được. Tại con tôi không hiểu chuyện đắc tội với anh, chúng tôi sẽ chuộc lỗi. Phải là các ngươi không thèm chuẩn bị mắt giao nộp cho ta. Này thì chuộc lỗi này. Bỏ chúng tôi ra. Bỏ chúng tôi ra. Bố ơi, mẹ ơi. Mình ơi, mình ơi, lẽ nào mình đã chết trong miệng cá mập rồi sao? Bố ơi, hẹn cho các ngươi 3 ngày nữa, không lấy cho ta 100 đôi mắt thì ta chén thịt cá khó nhà ngươi. Cá mập quá đáng lắm, hẳn là không muốn những loài cá nhỏ như chúng ta sống đây mà. Tối ngày chỉ biết kiếm chuyện ức hiếp người khác, sợ nó sẽ lần lượt gây sự với tất cả đám cá nhỏ chúng ta thôi. Nó tác oai tác quái như thế, ai có thể yên tâm mà sống? Không thể để nó muốn làm gì thì làm nữa đâu. Chúng tôi van nài không được, lại khiến cha cháu mất mạng. Dù sao chúng tôi cũng không sống được, chờ chết chỉ bằng liều mình một phen. Tôi muốn đánh tiếng đến họ cá hố khắp đại dương, xin các bác giúp đỡ tôi một tay nhé. Chúng tôi sẽ loan tin, lần này không chỉ họ cá hố, các loài cá nhỏ chúng ta phải sống mái với cá mập một phen, để xem bản lĩnh của tên cá mập to xác đó thế nào đi. Phen này nhất định phải chiến đấu một mất một còn với tên cá mập đó. Cảm ơn tất cả các anh chị nhiều lắm. Vợ quá con côi chúng tôi xin được nhờ cả vào mọi người đi báo thù cho chồng tôi. Thời hạn 3 ngày đến, họ cá hố trong đại dương biết chuyện đã hợp lại thành đàn lớn cùng với một số cá nhỏ khác, liều chết quyết không để cá mập ăn hiếp. Không ngờ lũ hèn mọn đã đến hiến mắt cho ta đông thế này. Nào xếp hàng lại đây cho ngay ngắn, ta sẽ lần lượt lấy từng cặp. Ăn hết số mắt này thì mắt ta phải sáng hơn cả sao trời ấy chứ nhỉ. Và chắc chắn sẽ nhìn xa được cả vài trăm hải lý. Đâu, hãy cùng nhau giết chết nó đi. Dám cướp đôi mắt của chúng ta. Chết này, chết mày đây. Chúng bày dám, ta cho mỗi đứa một nánh bây giờ. Đau quá, lũ ác con. Đâm vào mắt nó đi. Đâm phay vào đuôi nó đi. Ngoạm vào thân nó đây. Bám chặt lấy tấn công nó đi. Không ai được buông ra. Cắn chết con cá độc ác này đi. Quái quỷ gì thế này? Sao mình không nhìn được gì? Con cá khốn kia, cậy đông chế trò đánh úp. Các người dám đụng đến ta, đúng là chán sống rồi. Ta sẽ nuốt hết tất cả các ngươi. Kẻ giả tâm xấu xa như mi còn dám lên tiếng nữa, mi tới số rồi. Tiếp tục tấn công nó đi. Ai có răng thì cắn ngoạm, ai có vây thì đâm. Không thể chịu đựng được sự hà hiếp của nó nữa. Thả ta ra, lũ ác con, thả ta ra. Nó đang lao về phía khe đá ngầm đấy. Anh em buông ra tránh bị thương. Tiếp tục đuổi theo tấn công đuôi nó đi. Mắt nó bị thương rồi, không nhìn rõ nữa đâu. Tất cả đừng sợ gì cả, tấn công cắn nó đi. Sống mái đến cùng với nó luôn. Mình hoành hành ngang ngược trên biển, chưa bao giờ nếm mùi bại trận. Mà lần này phải vùng vẫy bỏ trốn. Đám cá hố đó ghê gớm hung hãn quá đi. Buông tha cho ta, ta không dám đòi mắt các ngươi nữa. Không đời nào, bọn ta không tha cho con cá mập ác độc như ngươi đâu. Tất cả hãy tấn công nó đi, nó bị mắc kẹt không thoát được rồi. Cứ thế này mình chết mất. Trời ơi, làm sao bây giờ? Cứu, hãy tha cho tôi đi.
Nó thảm thương lắm rồi, từ nay sẽ phải sống trong đớn đau. Thù nhà cá hú coi như là đã trả được. Chúng ta về thôi. Đau quá, đau như cắt da cắt thịt. Mình chết mất. Từ đó, cá hú luôn sống theo bầy đàn để giúp đỡ lẫn nhau. Chúng hiểu chân lý rằng cầu xin thế lực ác khoan thứ không bằng đồng lòng đấu tranh. Còn cá mập tuy to đầu nhưng luôn phải né bầy cá hố mắt to di chuyển thành bầy đen kịch ấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.